Xin chào mọi người, đây là em học sinh Nguyễn Thị Hoa ở ấp Bùng Binh, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đang theo học lớp 4 năm trường tiểu học Long Hòa ở điểm Rạch Dòng. Hôm nay mình làm cái phóng sự về em để tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của em, nhằm có hướng đề xuất với lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo địa phương và các mạnh thường quân để giúp đỡ em được yên tâm đến trường. Với dốc dáng người nhỏ nhắn, gương mặt có phần khắc khổ, hàng ngày em Nguyễn Thị Hoa đi học từ nhà đến trường khoảng 2 km trên chiếc xe đạp rất cũ kỹ. Hôm nay chúng tôi theo em từ trường về nhà để tìm hiểu cặn kẽ về hoàn cảnh gia đình, nhằm hướng giúp đỡ em trong học tập. Đây là đoạn đường đất nối với Hương lộ 30 và rẽ vào nhà của em Nguyễn Thị Hoa. Trơn trượt vào lúc mưa, lúc nước ngập. Đến nhà của Hoa và để nghe em tâm sự về gia đình, về cuộc sống. Con cho thầy và mọi người biết con tên gì? Con nói lớn lên. Con tên Nguyễn Thị Hoa. Hiện tại là con đang học lớp mấy? Con học lớp 4 năm. Ở trường Thông Long Hòa. Đúng không? Hiện tại là con đang ở với ai? Dạ, con ở với anh Tư. Anh hai của con là làm nghề gì? Dạ, kéo tôm. Còn anh Tư? Anh Tư đi tàu. Đi tàu hả? Vào đánh cá. Rồi ba con mất lâu chưa? Còn hiện tại mẹ con? Đi làm đi xa hả? Có thường điện gì cho con không? Có nói ở đâu không? Miền Đông hả? Rồi cái lần mà con gặp mẹ gần nhất là lâu chưa? Mới đi hả? Rồi đi đi bao lâu mẹ mới về? Tháng mới về. Rồi hiện tại con ở với anh hai. Anh hai là đi em nãy con nói là đi đi kéo tôm. Nói chung thì cái hoàn cảnh của gia đình của con thì cũng rất là khó khăn ha. Thì hôm nay thầy quay cái clip để kêu gọi cái sự hỗ trợ từ các nơi để giúp đỡ cho con yên tâm đến trường. Thôi thì bây giờ con cứ tự tin ha, cái hoàn cảnh ai cũng khó khăn hết, thì mình cứ cố gắng học tập rồi chăm ngoan, rồi thầy cô rồi nhà trường thì cũng sẽ quan tâm đến con, cũng như là các mạnh thường quân ở gần xa đó sẽ đỡ đầu. Thì thầy mong là con tiếp tục phải yên tâm đến trường ha, cho dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Ngôi nhà của em Hoa là nhà tình thương từ chương trình 167, cách nay cũng hơn 10 năm, đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Vách lá bị xước sổ. Những vật dụng trong nhà chỉ cơ bản đáp ứng được ăn uống hàng ngày. Nhà sau bị siêu vẹo. Những mảng tường, những tấm lợp bị bong tróc rơi xuống.
xem được video này có lòng hảo tâm hãy giúp đỡ cho em qua để em được yên tâm đến trường. Mọi sự giúp đỡ là những tấm lòng vàng của quý vị. Với dáng người khắc khổ, tuy nhiên chúng tôi vẫn nhận thấy ở ánh mắt của em qua vẫn lóe lên những tia sáng, những tia hy vọng ở một ngày mới.